lại tiếp tục đứng hình để cho anh em sẽ cắt những đôi loa JBL hàng bãi xịn bát 40 các bác nhé. Và kính thưa các thân mến, cách đây chỉ ít ngày thôi, em về 6 đôi loa JBL mã số là JZX115, sở hữu một bát 40 và một tép kèn. Thì em cũng xin được chia sẻ và em cảm thấy là có một sự trùng hợp không hề nhẹ thưa các bác. Về 6 đôi thì em đã gửi 4 đôi lên đường cho các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay buổi chiều thứ 6 ngày 10 tháng 12 năm 2021, em tiếp tục về thêm 4 đôi loa bãi nữa. Tình trạng loa là đúng chất bãi, đẹp, zin nguyên bản cho các bác của anh em để mọi người có thể lựa chọn các bác nhá. Cũ là em còn 2 đôi nữa các bác nhá, hôm nay về thêm 4, tổng vẫn là 6. Thì em xin phép là sẽ chia sẻ về phần giá luôn cho các bác của anh em để mọi người có thể tham khảo tìm hiểu giá hiện tại cho một đôi loa JBL JZX115 chuẩn chất bãi nguyên khai. Em chào bán giá 14.500.000 đồng trên một đôi, ở giá trên em chào bán tại cửa hàng các bác nhé. Và các bác quý mến hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ kênh. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì hãy liên hệ trực tiếp cho em luôn qua các số máy 0365888988, 0368891555. Và đôi đầu tiên, đôi thứ hai đã được anh em cắt ra các bác nhé. Hàng về thì em quay trực tiếp cắt bao, giá cả thì em báo công khai, sản phẩm thì em bảo hành cho các bác của anh em về chất lượng, các bác của anh em hoàn toàn yên tâm. Các bác nói rằng là rất là thích những sản phẩm loa JBL hàng bãi nhà em và nhiều sản phẩm hàng bãi khác của nhà em. Hàng về nguyên bao các bác nhé, nguyên đai. Đấy, nguyên bao, nguyên đai, nguyên kiện. Giá cực kỳ là hợp lý. Hàng chưa tân trang, chưa lau chùi, chưa vệ sinh, chưa sửa chữa, chưa thay thế. Nói chung là chuẩn bãi nguyên khai các bác nhé. Cái hình ảnh ở bên ngoài này hơi tối một chút, mong các bác có nghe mà thực sự thông cảm các bác nhé. Mong mọi người thông cảm ạ. Riêng hàng bãi như em về thì nó không có nhiều, nó chỉ có một vài đôi thôi, nhưng chất lượng thì đạt tiêu chuẩn, đạt rất nhiều thôi các bác. Số lượng về không nhiều nhưng chất lượng thì rất nhiều. Em luôn luôn đặt cái tiêu chí chất lượng lên hàng đầu các bác nhé. Riêng lau này, loa này chỉ lau qua đúng không ạ, vệ sinh qua là sẽ lên đường luôn các bác nhé. Cũng xin được chúc mừng 4 bác khách hàng vừa rồi đã là chủ nhân của 4 đôi loa JBL JZX115. Và đây đôi cuối cùng các bác nhá. Hình ảnh hôm nay hơi tối, mong các bác của anh em thông cảm nhá. Hôm nay là buổi chiều thứ 6, hôm nay là cả ngày thứ 6 thì rất là đông khách và rất là nhiều những sản phẩm lên đường, xe khách này, chúng em chở tận nhà này, lên đường bưu điện này, rất nhiều thôi các bác. Đó. Rồi thứ ba, đây đôi cuối cùng các bác nhá. Hàng về rất nhiều. Và báo cáo toàn thể các bác là trong những ngày tới thì em cũng chưa lắm chắc được cái lịch hàng về, nhưng mấy ngày tới thì em luôn sẽ về những đôi loa B3 mã số là X12Y, hàng bãi xịn do công ty B3 Beta 3 sản xuất, giá lên các bác nhé. Kể cả là cái đôi loa JBL 115 này đó, em giới thiệu luôn là hàng về những giá lên đấy ạ, nhưng em vẫn bán giá cũ các bác nhé. Nói chung là lãi chỉ mỏng mỏng thôi, em bán giá cũ như ngày xưa 14 năm để cho các bác của anh em có thể mua sắm luôn. Đây là cuối cùng các bác nhá. Riêng hàng chưa lau chùi, chưa tân trang chắc chắn phải bụi bẩn rồi đúng không các bác? Đây. Em chẳng giấu gì cả các bạn, bụi bẩn thì kệ nó thôi các bạn, vì em vừa cắt bao ra mà, đúng không các bác? Một đôi này, hai đôi này, ba đôi này, vâng ạ. Và bốn đôi các bác nhá. Ok chưa? Đôi cuối cùng. Riêng các bác của anh em không phải suy nghĩ về những sản phẩm hàng bãi ở cửa hàng em luôn. Bao đẹp, bao chất cho các bác nhá. Những đôi loa đời JZX thưa các bác, giá vừa tầm tiền. Và để sở hữu những đôi loa này thì các bác vui lòng đặt cọc tiền, em sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các bác của anh em. Và để đôi loa này phát huy được chất của nó hay nhất thì các bác sẽ sử dụng những chiếc đẩy xịn hoặc những chiếc đẩy có công suất từ 600 đến 800W
đến 1000W trên một kênh, lội trở 8 ohm các bác nhé. Cho nên em xin là tư vấn tới các bác của anh em. ZRX các bác nhé. 115 ZRX100. Đó, hàng chuẩn chỉ, hàng bãi các bác nhé. À, lúc vừa em vừa chia sẻ rồi đúng không ạ? Loa B3X12i sắp tới em về, hàng về tuyển đẹp và em sẽ cắt bao trực tiếp, hàng đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Những đôi loa sản xuất như năm 2017, 2018, hàng đẹp, em nói gần như mới thì cũng không được, nhưng mà nó tóm lại rất mới các bác nhé. Và em sẽ về thêm đó là loa súp hơi JBL ZRX118S. Và em sẽ về thêm đôi loa JBL SRX712M hàng bãi. Rất mong các bác của anh em quý mến ủng hộ. Và các bác hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ kênh các bác nhé. Trân trọng cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Loa JBL đời JRX118 thì giờ hiện tại em đang có 2 quả các bác nhá. Sắp tới em về thêm sao em lại không nhớ nhỉ? Sắp tới em về thêm 2 quả nữa thì là chính xác. Và sắp tới em về thêm đôi loa JBL SRX712 hàng bãi. Các bác lưu ý nhá. Còn B3X12i hàng bãi hiện tại giờ em không còn. Có ngay buổi trường ngày nay thì không còn. Sắp tới em về hàng đẹp lắm các bác nhá. Hàng đời mới, đời 2017 hoặc 2016. Nói chung là em biết là nó rất đẹp vì em được nhìn hình ảnh rồi. Để các bác liên hệ cho em nhá. Còn đây là những quả súp HK Audio. Các bác nhá, Bát 50 HK Audio Pro 18S giá 9 triệu đồng một quả các bác nhá. Em vẫn liên tục giới thiệu review cho thể các bác. Còn đây là những quả súp EV Electrovoy mã số là EKX các bác nhá, 18S thì giá là 17 triệu đồng một quả. Nội thất thì mới nhìn đã đủ ngất rồi các bạn. Chất phát ngất đúng không ạ? Hàng về từ hôm nọ này chưa kịp lau chùi luôn. Báo cáo thằng này các bác là như vậy, chưa kịp lau chùi. Còn 1, 2 này, 3 này. Còn anh em đang vệ sinh dần dần các bác nhé. Đó. Anh em vệ sinh xong này các bác nhìn này. Nó bãi về vệ sinh xong là đen cườm luôn các bạn. Hôm trước em cũng cắt bao thì các bác của anh em xem rồi đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn đúng không các bác? Đó. Và một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể các bác. Các bác ơi, em vẫn liên tục giới thiệu và mong muốn thanh lý hết lô loa súp hơi EV Electrovoy dòng thùng cao các bác nhé. Phải mấy chục bác sở hữu những quả này rồi đúng không ạ? Chất âm quá hay, bass sâu mềm, nhưng giá các bác nhé 6 triệu đồng một quả tại cửa hàng. Ok chưa? Ok chưa? Quả cao các bác nhé, 6 triệu đồng EV Electrovoy, những quả loa thùng lỉ. Đó, 6 triệu đồng em muốn bán hết cho gọn nhà các bác nhá, để nghỉ Tết sớm. Ok, cảm ơn các bác cùng anh em. Các bác cùng anh em có nhu cầu mua sắm các thiết bị đồ điện tử âm thanh hoặc cần tư vấn các bộ combo, hãy liên hệ cho em luôn qua các số máy 0365888988, 0368891555. Và em sẽ là người trực tiếp nghe máy, chốt đơn hàng, ghi đơn và sẽ gửi số tài khoản cho các bác để các bác chuyển cọc và em sẽ gửi hàng cho các bác cùng anh em. Em cảm ơn các bác. Giới thiệu thêm một chút các bác nhé. JBL SRX 725 hàng bãi đẹp, thiếu cái hộp xốp ạ, màng loa xanh nét. Ok, xin các bác một like vì đôi loa 725 quá đẹp. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.